Xin chào các bạn. Trong video lần trước thì mình có giới thiệu với các bạn về dự án JavaStack. Và hôm nay thì mình sẽ trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những thông tin ISO này cũng như nhóm phát triển đối tác và lộ trình phát triển của dự án để các bạn có thể nắm rõ hơn về dự án JavaStack sẽ chạy trên nền sẽ chạy trên gen này. Đây là token của nền tảng JavaStack. Các hoạt động cơ bản trên hệ sinh thái JavaStack, chẳng hạn như là thúc đẩy các đề xuất này, sẽ yêu cầu chi tiêu hoặc là giữ lại gen này. Gen sẽ được phân phối cho những người đóng góp giá trị thông qua chính khuôn khổ của JavaStack, khuyến khích phát triển và tiếp xúc và nhận nó này. Việc phân về thông tin ISO thì tên token thì sẽ là gen này. Loại token sẽ là ERC20, giá ISO thì một gen thì sẽ bằng 1 USD, hash cap thì 30 triệu USD, tổng token là 100 triệu. Còn về việc phân phối token như sau: 40% sẽ cho ISO này, 40% Keyless của DAO, 10% cho nhóm phát triển và cố vấn, 10% cho phát triển. Trong tương lai, bạn có thể nhìn thấy ở biểu đồ này việc phân phối gen như thế nào. Về thời gian ISO là mùng 1 tháng 5 cho pre-sale, mùng 8 tháng 5 cho ISO. Về đối tác cùng với nhóm phát triển thì họ hợp tác với một loạt các dự án sáng tạo và những cái tổ chức hàng đầu. Và đây là nhóm phát triển khá là đông, gồm có 16 thành viên. Nhìn chung nhóm phát triển rất là mạnh và có rất là nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực blockchain này, khởi nghiệp này, và được cố vấn bởi CEO của nhiều công ty có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện tử. Một số thành viên nổi bật của nhóm ở đây bạn có thể nhìn thấy như Manta Q này, Adam Neve này, Oren Slogan Quick này, hầu như toàn là những người đều có kinh nghiệm này phát triển phần mềm và làm ở những các công ty lớn này. Ngoài ra thì dự án này nhận được sự cố vấn từ rất là nhiều nhân vật ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử như Jordan Gerhell, đồng sáng lập ra Đích này, Martin Krugman, giám đốc điều hành này, Julius, giám đốc điều hành của Etro này, và rất nhiều các cố vấn khác này. Tiếp theo là lộ trình phát triển của nhóm thì bạn có thể nhìn thấy vào quý 3 năm 2018 thì sẽ phát hành bản DAO Venice gồm các chức năng quản lý quỹ, tối ưu hợp đồng thông minh, giao thức biểu quyết trong DAO này. Đến quý 4 thì sẽ thực hiện các chương trình chạy thử của DAO Venice, Volus DAO và 5 các dự án khác. Đến quý 1 của năm 2019 thì sẽ phát hành phiên bản HMI thứ hai của DAO Pro, DAO Confection, DAO Liện Crypto. Đến quý 2 năm 2019 thì sẽ phát hành phiên bản đầy đủ quản lý danh tính, mức tín nhiệm và một số tính năng khác. Quý 3 2019 tích hợp các ứng dụng bên ngoài như Discord, Slack, Telegram và phát hành phiên bản điện thoại. Quý 4 năm 2019 cho phép ủy quyền tích hợp IPFS và Swarm cũng như Octane này. Lộ trình phát triển của nhóm khá là rõ ràng. Bạn có thể tham khảo dự án này qua website thêm nhé. Và có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì bạn có thể join vào kênh Telegram để hỏi admin, họ sẽ có những câu trả lời cho bạn. Và trên đây là video mà mình review về dự án JavaStack. Hy vọng là sẽ giúp đỡ được các bạn hiểu thêm về dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.